Rồi chào bà con nha. Đây theo con, cái con Honda Lead 390 là 13 ngựa đó con. Con này là theo model của Mỹ nha. Đây tiêu chuẩn của Mỹ đó. Canada luôn nè ha, hay Mỹ Canada luôn nè ha. Đây, đặc biệt cái đời này rất đẹp nha, công tắc rất là đẹp luôn, cứng cáp luôn nè, bao da chạm luôn nữa không? Động cơ nào cũng không sợ gãy như cái mẫu trước nữa không? Chắc chắn tem nhập khẩu đồng hoàng nha. Đây có chữ Honda đồng hoàng nè, 398 nè, là 390 đó. 13 ngựa. Sản phẩm này là bảo hành là con 2 năm. Đặc biệt cái đời này có bô sẵn inox nè, con khỏi chế luôn. Cực phải không? Cái bô inox nè, bà con nhớ cái này nó hàng rất là dày cái miếng này nè. Bà con hàng mỏng sẽ ra lửa chỗ này nó ảnh hưởng tới con. Nên là cái hàng rất là dày, nó là nguyên bộ nó có cho sẵn luôn bà con. Chống nóng luôn nè. Bô này không có ngoài thị trường luôn nè. Này là trên đây là chạy biển đam mê tốc độ là đây. Inox hết luôn nha, nó không? Nè, ốp inox rất là đẹp luôn nè. Còn nó quét luôn nè, quét tên đêm phong. Màu tím luôn, ghê. Đây một chụp cò nè con, cái bình xăng là Kenhin nè. Ô, cái đời nó tiết kiệm xăng, bình xăng nhỏ xíu xíu à. Đời này chà, cái đời này được nè. Cái đời này nó ra tự động, nó nằm trong đây như xe máy luôn nè, thấy không? Cái cổng lò xo nó nằm đây nè, nó không sợ bị vuột. Hồi đó hồi xưa hay móc ga nè, thọt thọt ưa dướng cái dây ga. Dướng cái lò xo, giờ cái lò xo nằm trong cái ga luôn, rất tiện. Ồ, đặc à. Cái này anh em là đi biển đi đua là vô địch luôn đây. Đây sản phẩm bảo hành 24 tháng. Cái số máy, số thùng, số bảo hành là trùng nhau hết nha bà con. Không được khác nhau, trùng nhau hết luôn. Ví dụ như số thùng này là 2292. Đây là 2292. Slot máy vẫn là 2292 nha. Hàng của Thái tiêu chuẩn là vậy đó. Đây 2292. Mua Honda Mega. Này anh em chạy biển hay là chạy đua là vô địch luôn, ốc inox toàn bộ nha. Này rất đặc trùng biển nè, khỏi sợ sét nè. Quá đẹp. Cốt này nó gam luôn nè, nó làm cho cứng cốt hơn nè. Vô đẹp thiệt. Vô này có tiền mua không được nè con. Tất cả bằng inox hết nha. Nó càng ra bằng inox luôn nè. Cái lò xo bằng inox luôn nha. Thế này chạy nước biển ốp bằng inox luôn nè. Cái chụp bằng inox luôn nè. Hồi xưa chụp này mà con xài thời gian bị sét. Sau này là bằng inox luôn. Chỉnh cò, chỉnh đồ bằng inox hết. Ốc này bằng inox hết. Này bằng inox luôn. Tất cả dàn ốc đều bằng inox. Đẹp thiệt. Hay lên ga bằng inox luôn. Rồi con nó có chụp cò luôn nè. 0886356707. Honda Mega 390. 13 ngựa. Này là chuyên dùng nước mặn rồi con. Đây. Không, cái máy xịn là lúc nào cũng dây đơn giản hết trơn, nó không có dây hông. Nó máy xịn là chỉ có dây đơn giản thôi, dây tắt thôi. Đơn giản đây. Máy xịn là đơn giản, chỉ có dây trong máy ra tắt thôi, không có dây nhớt gì hết. Không máy xịn, thấy không? Cái tem bảo hành là trùng như hết nha. Bà con mua nè. Đây, trùng cái tem ngoài luôn nè, thấy không? 2292 nè. Đây, đầy đủ hết nha, bảo hành 24 tháng. Nó ghi cái những gì cần bảo hành trong đây nè con, mà con tham khảo nha. Coi cái máy nó bảo hành cái gì đó, nó có ghi trong đây nè. Mà con tham khảo nha, mà biết là được bảo hành cái gì. Nhớt mà con có xài cho đúng nha, nhớt là cell 10 30W nha, không được xài nhớt cao hơn nha. Nhớt phải là lỏng dành cho máy xăng. Coi cái tốc độ nó bao nhiêu. Rồi tôi nhanh là 3600. Đây Honda in luôn nè. In này là khó làm giả. Cái nó bảo hành cái gì vậy? Mức sử dụng là bà con đây tờ bảo hành đây. Động cơ GS chảy xuồng, ghe máy hoặc là máy máy cắt tông hay đồng hồ xây dựng đó là bảo hành được 12 tháng. Là bảo hành cho động cơ lốc nè. Là cái thằng ghế này nè bà con, nè đặc biệt ghế này nè, là chuyên cho dùng cho là chạy xuồng, chạy ghe, máy xây dựng, còn động cơ GB là chuyên chạy dùng chạy xuồng, máy xây dựng, GB khác, GX khác hàng này, GX là dành chạy ý xe nè, chạy xuồng vô lãi rồi nè, giống như hết bà con, chỉ khác là nó làm bằng inox, chắc chắn hơn, đẹp, Mega Honda, khoái của bô nè. Bô mà con có tiền cũng không được á. Đó. Hàng đẹp ha.
đúng là hàng Thái có khác, bảo hành thêm 4 tháng mà con. Bình xăng đều có số trơn luôn rồi con, xăng con có số trơn nè, ống bền như nào không, có lượt dầu đẹp quá, có lượt gió đẹp quá, có lượt gió trong có gì nha. Ồ đẹp ha, sau này bà con đi biển là nó không có dùng cái móp trong, thấy không, móp trong nó sẽ ảnh hưởng đến cầm dơ xúc bắp, thời gian hút đây, sau này là nghỉ dài luôn, coi hại là không sẽ xét. Đẹp thiệt, lắp xăng là bao gớt luôn á, giờ biển lỡ con quên đặt cũng không sao nữa, không có dây luôn nè, dây bằng inox nha, lắp xăng bằng inox chịu nha, cả bằng inox luôn á, dùng nước biển á là con lỡ cái lưu gớt không sao, vẫn dính trên đây không sợ gớt, tiện có gai nè, dễ dặn nè. Đẹp rồi, con có nhu cầu luôn nè, con 88 635 6707.